hello, 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 la la, hello, 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 la la. Hello mọi người. Ngày hôm nay Cherry sẽ ăn bánh mì hấp thịt với tôm. Rồi Cherry ăn nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúng ăn chung với Cherry ta nói chứ. Món này ăn chung với nước mắm, tại nước mắm có ớt, không có cái nào không có ớt hết. Không, con không ăn rau, con ăn nước tương cũng ngon. Ủa? Còn anh nói gì ạ? Tên nước mắm cũng có ớt mà. Thì nước mắm cũng có ớt, nhưng mà con còn nhỏ thì con không ăn rau thì con ăn nước tương. Món gì bà ngoại mình làm không á? Món ở nhà mình làm, bà ngoại mình làm không á? Ngon lắm đúng không? Đúng rồi, ngon chứ sao không ngon. Ngon quá đi thôi. Ngon quá đi thôi. Bye bye mọi người, chúc mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều vui vẻ. Cảm ơn mọi người, bye bye, tạm biệt nhé.